Rồi, hiện trạng game của chúng ta như thế này. Chúng ta chạy này, đúng không? Nó đang như thế này. Di chuyển bình thường đúng không? Các em để ý nếu mà những cái gì nó vướng quá thì chúng ta có thể xóa nhé. Chúng ta xóa bớt một thành phần đi cũng được nhé. Thì đến đây là không nhảy chạy nữa này. Vậy chúng ta nghĩ đến điều gì các bạn? Nghĩ đến nhân vật phải gì? Phải nhảy đúng không? Nhân vật đây là không nhảy được rồi. Như vậy ở đây chúng ta cần phải thực hiện tiếp là nhân vật phải nhảy. Đúng không? Thế vậy làm thế nào để cho nhân vật nó nhảy? Thì các bạn lại phải mở cái code cũ ra. Tức là cái phần code player running này chúng ta sửa lại một tí. Bây giờ muốn nhân vật nhảy thì ta làm ở đâu? À, ta sửa ở chỗ nào? À, thế nhưng từ sau cái chỗ trục Z này này, đúng không? Thì ta sẽ phải sửa. Không phải sàn thì đây. Không phải sàn đây này. Z thì bằng speed, ok. Vậy ta sửa nhá, ta sửa chỗ này này. Cái thằng Y tạm thời ta đóng đóng cái này lại, ta đóng cái trục Y này lại này. Ta không làm cái này nữa. Mà ta phải sửa. À, bây giờ ta sẽ sửa như sau, ta sẽ có là if mà input chấm get get key đấy nhỉ, get key key code chấm space đấy. Trong trường này thì chúng ta sẽ có move vector chấm y đúng không, sẽ bằng ví dụ như là Ctrl C này trừ cái này. Nếu mà không nhấn thì nó lại trở về vị trí cũ. Đấy. Rồi. Tất nhiên nếu bạn làm như thế này nó nhảy rất là xa đúng không? Tại vì ở đây chúng ta config đến tận m velocity này lên tận bao nhiêu đây? Nó nhảy rất là xa cho nên chúng ta vẫn phải có một cái cơ chế để ta config lại. Thế bây giờ làm thế nào để config cái vertical velocity này? Làm nào để config được cái vertical velocity? Thì bạn phải theo dõi trên này xem nó có những cái gì này, cái chỗ mà vertical y velocity đúng không? Ta sẽ theo dõi xem những cái thằng nào nó có sự thay đổi liên quan đến nó. Đấy. Cuộn dưới này. Như vậy có một cái chỗ liên quan là cái chỗ mà ground đúng chưa? Ground này. Ground, nếu là ground thì nó sẽ là bỏ này đi. Trừ 0,5. Rồi, còn nếu như không phải là sàn thì chúng ta sẽ có gravity nhân time chấm data time. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đến cái này đúng không? Đây nó là trừ rồi, ok, tạm thời như thế. Xem có được không đã. Và chúng ta chạy lại để xem là nhân vật có nhảy được không. Ta thấy nó nhảy rồi đấy. Đây này, nhấn này. Ok. Tất nhiên là nó vẫn bị phạm một cái lỗi là nhấn nhiều thì nó vẫn cứ nhảy lên trên đúng không? Nhảy đi chưa? Nhảy tốt, đúng không? Đấy. Ok, nhảy được rồi. Đến đây thì là rơi xuống xuống vực này.
Như vậy chúng ta sẽ phải lựa những cái phần nào mà nó vướng đường là chúng ta phải xóa đi nhé. Những cái phần bị vướng đường là các em phải xóa đi. Những cái phần này nó chỉ giới thiệu về phần nhảy cao thôi. Thì làm sao để xóa được? Các bạn nhìn đây. Cái chỗ cái phần vướng đường này này. Vậy em xác định cái nào là cái vướng đường? Cái nào vướng đường? Đây. Xoay này, đúng không? Cái nào vướng đường nhỉ? Dùng cái này này để di chuyển cho nhanh. Rồi. Đấy, chúng ta có thể chọn một cái ta xóa đúng không? Ta chọn một cái ta xóa. Ví dụ như cái này cái vướng đường đúng không? Cái này cái vướng đường này. Thằng nào là thằng vướng đường? Đây, cái này vẫn vướng đường này. Vướng đường. Đấy, đó, thì xóa cái này đi. Đúng chưa nhỉ? Ta chọn cái này, xóa đi. Đấy. Đúng chưa nhỉ? Ngoài ra những mấy cái thằng này mà mình không thích thì mình cũng có thể xóa đi. Ví dụ mình không thích cái viên đá này chẳng hạn. Thì ta cũng chọn xóa nó đi. Được chưa nhỉ? Đấy, thế là đường nó thoáng hơn rồi nhé. Xong lưu lại thì đến bạn chạy bạn sẽ không 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 bị vướng. Tóm lại bạn thích xóa thì bạn chọn một cái và chúng ta nhấn phải chuột đây xóa, hiểu chưa nhỉ? Ví dụ thế. Không sao cả nhé. Thích thêm thì làm ngược lại thôi nhé. Xem đi qua chỗ đấy nó có mất cái cây đấy không, chắc là mất rồi đấy chứ. Rồi ok, thì đây là cái phần mà chúng ta thực hiện việc gì, nhảy cao, hiểu chưa nhỉ? Nhảy cao. Cái cây thì ở cái đầu tiên chúng ta mới xóa một cái nữa, còn cái kia ta chưa xóa. Đây bạn xóa xem cái sau ấy, cái sẵn mình mới xóa một cái, còn cái này mình chưa xóa. Đây đoạn này chắc là xóa rồi, đoạn trên thì xóa rồi. Ok nhá. Thì đấy là cách chúng ta xóa đúng không nhá. Như vậy là cái phần mà code để cho nhân vật nó nhảy là chúng ta sẽ sử dụng cái này nhé, dùng cái này đúng không? Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái cách nữa để chúng ta sử dụng làm cách đó. Ví dụ thầy giả sử thầy không thích đoạn code này thì đóng đoạn code này lại, thì vẫn có một cách nữa để xử lý. Ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng cái move vector chấm y nhá. Chúng ta sẽ bằng input chấm get a gì acid, vừa học cái đấy xong đúng không? Get acid raw, chúng ta sẽ sử dụng cái này là vertical đúng không? Vertical, và chúng ta nhân với là trừ của cái này chấm phẩy đúng không? Nhân với trừ của thằng đấy, thế thôi đúng không? Thế thì khi bạn chạy thì nó cũng làm được, tuy nhiên là nó sẽ bị giật 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 ấy. Tức là nó nhảy lên nhưng nó không xuống vì chúng ta chưa xử lý cái điều kiện eo. Đây ví dụ thầy nha, nhảy lên cho các bạn xem nhé. Nhảy này, thầy sẽ dùng cái phím mũi tên di chuyển lên trên này, nhảy lên trên này. Ôi dồi, nó nhảy lên trời luôn. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Xuống này, xuống này, lên lên, xuống xuống, lên lên, xuống xuống, lên lên, xuống xuống. Lên lên, xuống xuống, lên lên, xuống xuống. Đấy. Nhưng mà mình không nên dùng cái cách đó, vì cái cách này chúng ta lại phải viết thêm cái điều kiện eo, cho nên thầy đóng cái đoạn code này lại nhé. Mà chúng ta sẽ mở cái đoạn code này ra. Như vậy, để mà nhảy cao thì chúng ta có cái phương pháp như thế này đúng không? Để ta giúp cho nhân vật có thể nhảy được. Rồi. Rồi, ok, tốt rồi đấy. Nhân vật hoạt động khá trơn tru rồi. Rồi, ok, chúng ta cái video này chúng ta dừng ở đây nhé.